Người đàn ông này đúng là tài giỏi. Anh ngồi trên khinh khí cầu từ thác nước với độ cao hàng ngàn mét trực tiếp lao xuống dưới. Mà các fan lâu năm của Đình Ca đều biết, phàm là người Đình Ca nói tài giỏi đều chắc chắn có chút bản lĩnh gì đó. Quả nhiên, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cả khinh khí cầu lắc lư dữ dội, người đàn ông bình an vô sự, không chút xảy xước. Chẳng lẽ đã thực sự an toàn rồi sao? Không thể nào. Người đàn ông vô cùng hoang mang đứng trên chiếc khinh khí cầu đã hư hỏng nặng. Cứ như vậy, anh trôi qua màn sương trắng mờ ảo thần bí. Còn người đàn ông vẫn không hề biết, mỗi giây mỗi khắc, anh đang bước gần đến chuyến phiêu lưu huyền huyễn vĩnh viễn không thể quay đầu. Một cảnh tượng mãn nhãn như trong mơ hiện ra trước mắt mọi người. Bộ phim viễn tưởng của Mỹ lạc vào sự Oz vĩ đại và quyền năng. Bắt đầu, người đàn ông này là một nhà ảo thuật tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Nhưng anh lại hoàn toàn là một đấng quyền năng. Vượt qua đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc phần. Trước mắt anh, trong một khu rừng huyền ảo cách đó không xa, một cô gái mặc bộ váy đỏ vừa thần bí vừa xinh đẹp, bỗng dưng xuất hiện trước mặt người đàn ông. Người đàn ông ướt như chuột lột này, ngàn vạn lần chúng ta cũng không ngờ được, hiện tại đã vô cùng thảm hại. Nhưng số đào hoa vẫn cứ thế ập đến. Người đàn ông giống như hiện thân của vị thánh tình yêu, biểu cảm lập tức thay đổi. Anh lập tức nở nụ cười vui vẻ với vị tiên váy đỏ. Nhưng chính vào lúc này, vô số những tiểu tinh linh có cánh đột nhiên xuất hiện khỏi mặt nước, ôm lấy đôi chân của người đàn ông, bắt đầu điên cuồng cắn xe. Người đàn ông nhẫn nhịn nỗi đau, lập tức chạy lên bờ. Nhưng lại phát hiện những con quái vật nhỏ với đôi mắt to và hàm răng sắc nhọn, dường như đang dùng nghi lễ chào mừng đặc biệt để đón chào người đàn ông. Ngược lại, nhìn người đàn ông rơi từ trên trời xuống trước mắt, Theodore lập tức dè dặt hỏi tên của người đàn ông. Nhưng khi cô nghe thấy người đàn ông nói ra tên mình là Oscar, Theodore đột nhiên nói với khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. 1000 năm rồi, tôi cuối cùng cũng tìm được anh. Hóa ra trong thế giới này đã lưu truyền một lời tiên tri. Một vị pháp sư cùng tên với quốc gia này sẽ lãnh đạo họ đánh bại sự thống trị tàn bạo của phù thủy hắc ám và trở thành quốc vương của nơi này. Mặc dù người đàn ông nghe câu được câu chăng, nhưng khi nghe đến mình có thể làm quốc vương, anh vô cùng hứng thú. Một chiếc khăn trắng không có gì. À không đúng, là tay không biến ra một con chim bồ câu trắng, khiến người phụ nữ không biết ảo thuật có nghĩa là gì hoàn toàn chìm đắm vào tình ái. Quả không hổ danh vị thánh tình yêu. Một màn ảo thuật nhỏ, một hộp nhạc xinh đẹp, thêm vào đó vài lời nói đơn giản nhưng mê hoặc lòng người, đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim non nớt của cô gái. Cứ như vậy, hai người thông qua một đêm tìm hiểu lẫn nhau, hai người nắm lấy tay nhau. Họ đi đến đâu, con đường đó đều biến thành con đường ngọt ngào nhất thế giới. Chính vào lúc này, hai người đột nhiên nhìn thấy một không khỉ có đôi cánh đang bị cây dây leo trói chặt. Đối với chú khỉ mà nói, nguy hiểm nhất không phải là những nhánh cây đáng trói buộc nó, mà là con sư tử ở đằng sau lưng người đàn ông. Đột nhiên con sư tử điên cuồng lao về phía người đàn ông, muốn đến cắn chết ta sao? Không thể nào. Trong lúc nguy cấp, người đàn ông ném ra dụng cụ làm ảo thuật của mình, dọa con sư tử hoảng sợ chạy mất. Cảnh này khiến Theodore càng tin tưởng, không chút nghi ngờ vào thân phận anh hùng cứu thế của Oscar, thậm chí còn tưởng tượng cảm giác khi mình làm hoàng hậu. Còn Oscar lại hiểu rất rõ năng lực thấp kém của mình. An biết bản thân không phải là pháp sư cao quý gì hết, đây căn bản cũng không phải pháp thuật. Nhưng lúc này, anh đã bước lên thuyền thì khó mà bước xuống, chỉ có thể cứng đầu cứng cổ, cùng Theodore đến cung điện Ngọc Bích. Người phụ nữ bước ra đây chính là chị gái của Theodore, Fanora. Fanora cũng là cố vấn hoàng tộc của quốc vương. Nhìn thấy một mỹ nữ nữa xuất hiện, tính lăng nhăng đào hoa của Oscar lại một lần nữa phát huy tác dụng. Chị gái đúng không hổ danh làm chị. Cô nhìn thấy dáng vẻ đúng chất cha nam của anh, Fanora bắt đầu nghi ngờ về thân phận pháp sư của anh liệu có phải là thật. Thậm chí còn cho rằng người đàn ông này chính là gián điệp do phù thủy độc ác kia phái đến. Hai người phụ nữ đang cãi nhau sau lưng người đàn ông, hóa ra hai người đều là phù thủy có pháp thuật. Vì vận mệnh của vương quốc, Fanora quyết định thử thách người đàn ông chỉ biết giả thần giả quỷ này. Trước tiên, cô đưa người đàn ông đến một căn phòng toàn là vàng. Nhìn thấy đống vàng bạc châu báu chất đầy trong phòng, rất rõ ràng, lúc này Oscar đã quên mất tất cả những sầu não và ưu phiền. Nhưng câu nói cuối cùng của Fanora đã hoàn toàn thức tỉnh Oscar đang chìm đắm trong giấc mộng. Đó chính là, nếu muốn có được tất cả tiền bạc ở đây, nhất định phải đi vào khu rừng hắc ám tìm mụ phù thủy độc ác, sau đó lấy đi cây đũa thần của mụ phù thủy đó. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh anh chính là anh hùng cứu thế thực sự, còn có thể trở thành quốc vương của nơi này. Đối diện với cám dỗ đầy sức quyến rũ đó, cho dù có rơi vào hoàn cảnh cử tử nhất sinh, người đàn ông này dù thịt nát xương tan cũng không từ. Sau đó, Oscar mang theo vị thế của một người anh hùng, cùng với trợ lý là con khỉ, cùng nhau bước vào hành trình tìm kiếm nữ phù thủy hắc ám. Nhưng anh không hề biết rằng, một thế lực đen tối hùng mạnh đang điên cuồng ép sát anh. Người phụ nữ đáng sợ này giang tay hét lớn, ra lệnh cho vô số con sói có cánh bay ra từ trong tháp. Ở một diễn biến khác, Oscar đưa trợ lý là chú khỉ và cô bé sứ đến bên khu rừng hắc ám dị thường. Cái gì? Cô bé sứ ở đâu ra vậy? Chính vào lúc Oscar và chú khỉ đi qua thành phố sứ, anh đã phát hiện nơi này đã trở thành đống hoang tàn. Rất rõ ràng, ở đây đã trải qua một cuộc càn quét tàn khốc. Chính trong đống hoang tàn đổ nát đó, họ nhìn thấy một cô bé với hơi thở yếu ớt ngồi trong một góc. Oscar lại dùng keo dính vô cùng mạnh mang theo bên người, cẩn thận dán lại hai chiếc chân đã gãy cho cô bé sứ. Cô bé sứ cũng từ đó có được cuộc sống mới. Khi cô bé sứ biết được Oscar chính là vị pháp sư đại tại trong truyền thuyết, đột nhiên nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa.
quyết định sẽ tháp tùng Oscar cùng với chú khỉ. Họ cùng nhau đến khu rừng hắc ám vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Sau lưng họ là vô số thứ nhìn như cặp mắt dị thường sáng hoắc, nhìn chằm chằm, quan sát từng cử chỉ của họ. A, không đúng, đó hình như là mắt thật đó. Đột nhiên một cây hoa ăn thịt người có hình dáng kỳ quái với hai cây đèn như cặp mắt nhìn thẳng Oscar, bắt đầu tấn công tàn bạo. Tuy nhiên, mặc dù nhìn thì rất lợi hại, nhưng thật ra những đòn tấn công này thực tế lại không hề khiến họ bị thương. Mà chính lúc này, họ đột nhiên nhìn thấy một người mặc bộ đồ đen thần bí ở phía xa xa đang lướt đến chỗ họ một cách dị thường. Chẳng lẽ đây chính là phù thủy hắc ám đó sao? Không thể nào, người thần bí tháo chiếc mũ xuống, nhưng lại là một cô gái xinh đẹp đeo vương miện trên đầu. Hóa ra cô gái này đã từng là công chúa của quốc gia này. Và mụ phù thủy độc ác thật sự chính là chị gái của Theodore, phù thủy độc ác của miền Đông. Thông qua quả cầu tiên tri, Eleanor biết được thân phận của mình đã bị bại lộ. Để gia tăng thêm sức mạnh của mình, bà ta dùng kế ly gián, thành công khiến trái tim của Theodore ngây thơ hoàn toàn vỡ nát. Nhìn thấy Oscar và công chúa trong quả cầu tiên tri, Theodore nghĩ rằng mình là người con gái vô cùng xấu xí. Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khắc thành hai hàng lệ đau thương. Chỉ mới đây thôi, cô còn mơ tưởng mình sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc này. Nhưng giờ, giấc mơ đó đã hoàn toàn bị phá nát. Người chị nhìn thấy cơ hội đã chín muồi. Cô ta tiếp tục tấn công bằng tinh thần với Theodore. Cô ta đưa cho Theodore một quả táo xanh, còn nói với Theodore, sau khi ăn quả táo này, cô sẽ có được sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn nữa, có thể quên hết tất cả những phiền não. Theodore không chút do dự cầm lấy quả táo, đưa lên miệng cắn một miếng. Thực sự có thể quên được hết những phiền não sao? Không thể nào. Khuôn mặt của Theodore lập tức trở nên vô cùng thống khổ. Lúc này, trong trái tim Theodore đầy ắp sự hận thù với Oscar. Sau đó, một cánh tay xanh lét đột nhiên giơ lên từ dưới bàn. Bộ móng tay màu đen lại vô cùng mạnh mẽ, đã cho mọi người thấy được sức mạnh vượt trội của cô. Không sai, kế hoạch của Eleanor đã thành công rồi. Cô ta đích thân biến em gái mình trở thành một loài quái vật vô cùng đáng sợ. Cùng lúc này, công chúa cũng nhận thức được nguy hiểm đang đến gần. Cô vung cây đũa thần, biến ra một màn sương dày đặc, bao phủ cả cánh rừng, giúp họ ẩn mình khỏi con mắt kẻ thù. Họ đã an toàn rồi sao? Hiển nhiên là chưa. Đội quân quái vật của phù thủy xấu xa kéo đến, sải cánh nháo nhác cả trời đêm, dữ tợn lao tới tấn công bọn họ. Điên cuồng dương nanh vuốt như trực chờ ăn thịt họ. Nhờ có màn sương dày đặc, đám người tạm thời được xem như đã chạy thoát khỏi đám quái vật. Nhưng trước mặt là vực thẳm, sau lưng là đám quái vật gớm ghiếc. Việc chúng xuyên qua màn sương chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy là cùng đường rồi sao? Không thể nào. Công chúa cởi áo choàng ra, sau đó dang rộng hai tay, đột nhiên nhảy một phát, lao xuống vực sâu ngàn mét. Trời đất ơi, chuyện này điên rồ quá đi. Nhưng khi nhìn thấy đám quái vật phía sau, Oscar cũng chỉ đành nhảy xuống. Anh lấy tay che mắt, cầu nguyện thần linh. Người đàn ông lấy hai tay che mắt, trực tiếp rơi xuống vực thẳm. Vừa cầu nguyện thần linh, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới một giây sau, kỳ tích liền xuất hiện. Chỉ thấy công chúa tay cầm đũa phép, đứng bên trong một bong bóng khổng lồ, lơ lửng giữa những đám mây. Ngay sau đó, mỗi người đều được bọc trong bong bóng, tự do bay lượn trên những tầng mây. Công chúa dùng cách này đưa họ bay qua rìa thành phố Ngọc Lục Bảo, rồi đi xuyên qua bức tường bảo vệ. Cuối cùng họ cũng đến một nơi cách biệt với thế giới, nhờ sự bảo vệ của bức tường, khiến nơi này hiện tại vẫn an toàn so với bên ngoài. Mọi người đều nghe danh Oscar chính là pháp sư trong lời tiên tri, người giải cứu thế giới đã đến. Có thể nói, người dân tại đây rất vui mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, đúng lúc này, mọi người phát hiện trên bầu trời, một đám mây đen kéo tới, trong chốc lát bao phủ kín bức tường bảo vệ. Từ trong đám mây đầy yêu khí kia, tựa như có một nguồn sức mạnh khủng bố đang cố gắng xuyên thủng bức tường. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, kèm theo một tiếng nổ lớn, là một quả cầu lửa khổng lồ đột nhiên từ trên trời lao xuống, lao mạnh xuống mặt đất. Trong ngọn lửa quỷ dị xuất hiện một mụ phù thủy xấu xí, khuôn mặt dữ tợn và khí thế tàn ác, dọa người dân sợ mất mật. Mụ phù thủy cử động nhẹ cánh tay, lập tức điều khiển Oscar xoay vòng rồi ném anh xuống đất. Vào thời khắc nguy hiểm, công chúa kịp thời ra tay cứu Oscar không bị thương. Hóa ra mụ phù thủy này chính là Theodore sau khi ăn quả táo phép. Lần này cô đến với mục đích muốn mọi người biết rằng người đàn ông trước mặt họ chỉ là một tên lừa đảo, căn bản không phải một đấng cứu thế. Cô buông lời đe dọa, 3 ngày sau sẽ dẫn quân đến săn bằng nơi này. Đến lúc đó, Oscar sẽ không được sống yên ổn. Nói xong, cô cưỡi chổi bay đi mất, để lại một vệt khói đen xì đằng sau, rồi sau đó biến mất. Thấy chuyện chẳng lành, Oscar thức thời, lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi vào ban đêm. Nhưng công chúa vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thân phận của Oscar, bởi anh là niềm hy vọng cuối cùng của mọi người nơi đây. Nếu anh thật sự là vị cứu tinh, nhất định có thể lãnh đạo bọn họ chiến thắng trận chiến này. Nghe được những lời này của công chúa, Oscar như được khai sáng, bởi anh đột nhiên nhớ ra người dân ở đây hầu như không biết gì về ảo thuật. Oscar quyết định dồn tâm huyết cả đời ở thế giới pháp thuật này, trình diễn một màn ảo thuật hoành tráng. Màn đối đầu giữa ma thuật và ảo thuật chính thức bắt đầu. Chớp mắt, 3 ngày trôi qua,
công chúa dùng phép tạo ra sương mù, mở màn trận đánh. Nhìn thấy bóng người đi trong màn sương, chị em phù thủy ra lệnh. Đội quân quái vật đông đúc, ùm kéo đến, tấn công những bóng đen khiến đội quân tan rã. Chẳng lẽ họ thua như vậy sao? Không thể nào. Khi đám quái vật nhìn thấy toàn rơm trên tay mình, chúng mới phát hiện mình đã mắc bẫy. Hóa ra những bóng đen kia đều là những mù nhìn rơm được lắp trên những bánh xe để di chuyển. Cũng phải nói thêm, trí thông minh của những người nông dân quả không thể xem thường, biết mình trúng kế. Hai mụ phù thủy nhanh chóng rút quân, nhưng không kịp mất rồi. Lúc này muốn rút lui cũng đã muộn, những bông hoa xinh đẹp kia tỏa ra mùi hương, làm lũ quái vật hôn mê. Toàn quân bị đánh bại, chiến thắng rồi ư? Nào có dễ vậy. Hai con quái vật nhân lúc công chúa mất cảnh giác, bắt lấy cô. Mụ phù thủy dùng phép tấn công cô, rồi đưa cô về thành phố Ngọc Lục Bảo. Khi hai chị em phù thủy hợp lực, chuẩn bị xử tử công chúa trước toàn thể dân chúng, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên giữa đám đông. Giữa màn khói cuồn cuộn bay lên, xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ. Không sai, kỹ thuật chiếu bóng này đối với một ảo thuật gia như Oscar chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chiêu này đã dọa mụ phù thủy khiếp sợ. Quân lính ném giáo về phía làn khói nhưng vô dụng. Hai chị em phù thủy bắt đầu sợ hãi. Oscar tiếp tục gia tăng cấp độ, triệu hồi sức mạnh của những vì sao. Vô số pháo hoa bắn lên trời. Với chiêu này, anh đã hạ gục ý chí chiến đấu của ả phù thủy. Theodore cưỡi chổi chạy thoát thân, chạy khỏi thành phố Ngọc Lục Bảo. Cô ta còn quay lại nữa không? Không bao giờ. Còn Eleanor thì thê thảm hơn. Cô ta đấu với công chúa, một chọi một, bị công chúa giật đứt chiếc dây chuyền. Viên ngọc lục bảo trên mặt dây bị vỡ, khiến cô ta mất hết vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, biến thành một bà lão già nua xấu xí. Cuối cùng bị công chúa đánh bay ra ngoài, ngã từ lâu đài xuống. Với sự đoàn kết của mọi người, xứ Oz lại một lần nữa chào đón sự yên bình và hạnh phúc. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cuối cùng tổng kết vài câu gửi đến khán giả. Vào lúc ta thảm hại, ta nhìn thấy nhan sắc của nàng khi ấy. Khi ta lạc lối, nàng cho ta thấy ngọn lửa căm phẫn trong tâm nàng. Xin lỗi, ta không phải vị vua chân chính mà nàng luôn mong đợi. Ta chỉ là kẻ may mắn có được vinh quang, cảm nhận được tình yêu trong sáng thuần khiết, không gì sánh bằng của nàng. Vì của tôi đến đây là hết. Hy vọng các bạn yêu thích bộ phim kỳ ảo này. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.